Bài thơ Tâm sự đàn ông, tác giả Nguyễn Thu Hải, diễn ngâm Mạnh Hùng, video ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Ngày quốc tế của đàn ông, niềm vui của những người chồng thế gian. Quanh năm vất vả gian nan, vì phục vụ vợ ngạnh ngang quá. Nào là cứ phải nuông chiều, luôn luôn thực hiện những điều kín bưng. Thế mà vợ vẫn rưng rưng, nghi ngờ chồng có cả rừng người về nhà chậm chút là tiêu, tra hỏi phỏng vấn nói điều khó nghe. Thôi đành thực hiện câu về, vợ là bà chủ đi về phải thưa. Thời nay và cả thời xưa, đàn ông một lũ bị lừa cả thôi. Nhiều khi bị đói bụng sôi, một mình vào bếp vét nồi cơm thiêu. Vợ bảo vợ rất là yêu, đưa tiền đầy đủ không tiêu đồng nào. Tình cảm vợ chỉ cao trào là lúc nàng mài đi vào đi ra. Vợ là con gái người ta, thế mà chồng cứ phải là yêu thương. Đàn ông cực cả trăm đường, vô cùng tiết kiệm nhưng thường bị soi. Làm nhiều thì công cũng toi, nuôi con của vợ biết rồi phải vui. Suốt đời cứ phải ngậm ngùi, mỗi thời trăng mật được nguôi một tuần. Mùng 8 tháng 3 trồng khuân, nào hoa, nào quả, nào quần áo sang. Đến ngày đàn ông vợ quên, như chồng không có ở trên đời. Đàn ông cực khổ lâu nay, chỉ ngày 19 tháng này động viên. Cảm ơn ông Pờ-rô-xiên, ra ngày quốc tế cho riêng
mình.